Da và các thành phần phụ thuộc da. Da gồm có 3 tầng là biểu bì, chân bì và hạ bì. Biểu bì là biểu mô lát tầng sừng hóa gồm có 5 lớp lần lượt từ dưới lên là lớp sinh sản hay lớp đáy. Chỉ gồm một hàng tế bào hình vuông hay hình trụ hơi sẫm màu đứng trên màng đáy. Lớp Malpighi hay lớp sợi gồm nhiều hàng tế bào nhân hình tròn hay hình trứng sáng màu, hạt nhân rõ. Lớp hạt gồm 2-3 hàng tế bào hình thoi, bào tương có các hạt màu tím nâu. Lớp bóng mỏng màu hồng bóng, các tế bào thoái hóa nhân không bắt màu. Lớp sừng là những lá sừng màu đỏ không nhân. Chân bì là mô liên kết dầu mạch máu, nơi chân bì đội biểu bì lên gọi là các nhú chân bì. Biểu bì ra ở độ phóng đại lớn cho thấy rõ lớp Malpighi được tạo bởi những tế bào hình đa diện đứng rất sát nhau. Các tế bào liên kết với nhau bằng các thể liên kết dày đặc được thể hiện như các sợi nối giữa các tế bào. Do vậy lớp này còn có tên là lớp sợi. Các tế bào lớp hạt không rõ các nhánh nối, có hình thoi, bào tương chứa nhiều hạt sẫm màu. Chân bì là mô liên kết dầu mạch máu nằm ngay dưới biểu bì và ngăn cách với biểu bì bằng một màng đáy lượn sóng. Chân bì gồm có 2 lớp là lớp nhú và lớp lưới. Lớp nhú mỏng là mô liên kết thưa, có nhiều mạch máu. Lớp lưới dày, rất chắc chắn do có nhiều bó sợi collagen xếp theo nhiều hướng. Bên dưới lớp chân bì là hạ bì. Hạ bì được đặc trưng bởi mô mỡ. Mô mỡ được tạo bởi các tế bào mỡ tập trung thành từng đám, lỗ rỗ như tổ ong, gọi là tiểu thùy mỡ. Tiểu thùy mỡ ngăn cách với nhau bằng mô liên kết. Các tế bào mỡ có hình đa diện lớn, bào tương chứa đầy các hạt mỡ đã bị tan ra trong dung môi khi làm tiêu bản nên không bắt màu thuốc nhuộm. Nhân tế bào mỡ dẹt nằm sát màng bào tương. Các thành phần phụ thuộc da nằm ở chân bì và hạ bì da gồm có lông, cơ dựng lông, tuyến mồ hôi và tuyến bã. Tuyến mồ hôi được đặc trưng bởi một đám những đoạn ống cắt ngang hay cắt chéo gọi là tiểu cầu mồ hôi. Lông là một thiết diện lớn gồm 2 phần. Phần trung tâm có màu nâu là lông chính thức. Phần ngoại vi gồm nhiều hàng tế bào xếp đồng tâm, đó là lang lông. Cơ dựng lông là những đám cơ trơn màu đỏ nằm trong mô liên kết của chân bì, thường thấy ở cạnh các lông. Tuyến bã là những khối lớn, nhiều thùy, đặc tế bào sáng màu. Chúng thường nằm cạnh các lông. Quan sát ở độ phóng đại lớn hơn, có thể thấy tuyến mồ hôi gồm có 2 loại ống là ống bài xuất và ống chế tiết. Ống chế tiết sáng màu thành ống là biểu mô vuông đơn. Lập bên ngoài tế bào chế tiết là tế bào cơ biểu mô dẹt. Ống bài xuất là biểu mô tầng gồm 2 hàng tế bào sẫm màu. Tuyến bã được tạo bởi nhiều thùy ngăn cách nhau không hoàn toàn. Các tế bào lớp sinh sản nhỏ sẫm màu lập thành một hàng trên màng đáy, dần dần biến đổi thành các tế bào bã rất lớn, sáng màu, nhân teo và di chuyển vào vùng trung tâm của tuyến để sau đó được tống ra ngoài. Lông. Hình bên trái là chân lông cắt dọc và hình bên phải là chân lông cắt ngang tại vị trí đánh dấu. Chân lông nằm ở lớp chân bì da và có 2 phần là lông chính thức và được bao phủ phía ngoài là nang lông. Lông chính thức là một bộ phận sừng hóa gồm có 3 lớp là tủy lông, vỏ lông và áo ngoài, 2 lớp cutin mỏng. Nang lông là một cái túi do biểu bì lõm xuống mà tạo thành. Nó bao bọc lông chính thức và được tạo bởi 2 lớp biểu mô là bao biểu mô trong và bao biểu mô ngoài. Ngoài cùng là một mô liên kết sơ gọi là bao sơ. Bao sơ ở đáy của lông lồi lên thành một khối gọi là nhú lông. Nhú lông là nơi sinh sản tạo ra các thành phần của lông.